đây đây rồi. 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 Em chỉ được vui tới đây không bé bé không ngồi đây chơi đây. Anh nói với em rồi xong rồi nó xấu vô cùng. Em nếu mà nói cho chính xác đây chỉ được ra tới đây. Ra tới đây. Bây giờ cho ra tới đây. Cho ra tới đây. Đấy, đúng rồi, có cái đấy đi. Được này. Có này. Đây này. Kéo ra. Chứ bây giờ anh nói với em nếu mà em làm đấy nó xấu cực kỳ luôn. Cái gì càng ra càng xấu. Em đừng không bao giờ là chùm được cái mặt này. Hiện tại chào khán giả của kênh Nhà Chất. Hiện tại tôi đang ở căn nhà của thằng bạn tôi. Thế là một cái kia bên bực cái kia bên tôi được rồi. Tôi được rồi. Nếu mà ấy kinh quả vụ vãi trưởng. Quay đâu? Quay gà à? Cái này hay hết. Tiện. Cháu đang làm cái kênh YouTube về review nhà cửa. Ra. Không, cái gì quan trọng gì đâu. Nó phải chân thực. Nó phải hết sức chân thực. Đây là nhà vườn, đúng chất nhà vườn luôn. Mấy lần nhà vườn luôn là lẽ ra phải ở trên gimbal xoay một tay không đang chưa ấy là đành phải thủ công vậy. Đang quần ngông này úi rồi lãi trưởng thôi cháu về rồi. Đúng chất nhà vườn. Đâu? Đây, bưởi đây. À đây đây, bưởi đây. Đấy. Bưởi nhà đấy. Cái này là tự hiểu ý tưởng của ông bà nhé. Làm mơ làm gì? Thầy giáo. Thầy giáo thích ăn thịt chó nhá anh em nhá. Đây là cây gì? Đâu. Sinh sông. À, lá sinh sông à? Sinh sông. Cái lá lốt ở trong kia kìa. Lá lốt ở mặt này. Lá lốt thì biết rồi. Để dính ngà lạ thôi. Đình lăng. Đây đình lăng này. Đấy. Ngải tiếu. Đâu ngải tiếu đâu? Mùa này nó không lên. Cái mảng này là trồng hải cứu này. Hải cứu này. Đây rau lang, cóc, rau lang nuôi cả cóc đấy. Nuôi cả cậu ông trời. Nuôi cả cậu ông trời. Đi đi con cóc cái. Đồ chạy đồ rồi. Chạy chạy chưa xong rồi. Có hai con. Đi đi cóc. Úi gió. Cái này khóa bằng cái này nặng lắm. Cháu vít cho con vít.
để thân cái tay chờ những cuốn dây vào đấy là xong. Vít này là vít kẽm, kẽm nhung nóng, mặn kẽm nhung nóng thì tuyệt vời, bền. Giám đốc kỹ thuật Hùng đang hỗ trợ. Cây lấy nhà mình về á? Thế mà đã lên này rồi. Ở đây như kiểu là có không gian này. Không gian. Dễ chịu mắt này. Ra review mấy con cá nhỉ? Đấy, nhìn gà xuống. Gà này con nào cũng 3-4 tuổi luôn. Tức là nuôi cho già gà. Già gà để ăn nhìn cựa kìa. Cựa con nào cũng lại như đinh. Bây giờ vào đây là kiểu gì có quả trứng nữa. Đây nhà thờ. Đây nhà chú. Đâu cái hoa gì đâu mà mẹ bạn ở đâu mà vàng đâu à? Quay chuyên nghiệp. Đâu kia nhưng mà chưa trái. Đây như thế này. Một năm nó mới lên ra hoa được ạ. Đây cây đấy. Đây đây con lấy đây rồi. Đưa thải cho. Sát vào, sát vào. Đổ một phát hết luôn. Sát vào chưa? Rồi. Ôi chê. Chán còn là toàn cho ăn cơm với bánh mì. Vâng. Hay nhỉ. Hay lắm. Úi đồ đấy, miệng kinh chưa? Hay. Đấy. Đấy mẹ đây là quên không hiểu đi. Bên này thì lại đơn giản hơn này. Hôm nay khoan được một lúc đây. À cái sắt mà vòng vòng ở dưới hỏi luôn hai cái sắt 10 mà uốn vòng vòng này này. Đấy, chỉ cần mang về xiên từ bên này sang nó rồi sang hai bên này, bên này là xong một cái, đây một cái sắt nữa, một cuộn nữa chôn, một cái thế là làm hai dây sang, thế là bắt vào rơi từ trên xuống dưới. Thế ông phải làm vòng qua không, cái không vòng không vòng cung cao lên này này, cao trông thấy nó cao hơn cửa luôn. Vâng, vòng không theo tôi muốn làm bằng bằng đấy. Ông phải làm ngang cái đường trắng kia xong nó rủ xuống dần. Cái này không cần vòng. Bên cái này không biết thôi. Hoặc là thẳng thôi, nhưng mà ông phải làm cao lên. Cao lên. Đấy, 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 vâng, đấy có gì đâu. Đấy, tức là tính luôn đi để hôm tới mang cái vật liệu về. Đây, đây, đây. Không, vật liệu đây cơ, ông có sẵn cột nữa rồi. Hết rồi, có hai cái cột không. Chỗ này đừng làm cái kia. Cháu làm cái bẹp. Cháu gắn vào đây cho chú cao như thế này. Nối vào đây thôi. Gắn hai cái cam vào. Thế trên này thì cháu hàng cho chú. Đây đi vào đây. Mua lên hai. Vào đâu? Để bật điện. Như thế này. Thế mà dây cái cột này cháu cũng cho mang cho chú với một cái đoạn 50. Cái này cháu hàng của viện cổ. Lên vào đây cái mặt mắt cao đó. Không, cái này cũng quay được rồi. Phải hết. Ăn rồi, phải phan.
Vâng. Trước đây cô một con gà. Vâng, hồi bất ngờ lắm, vui. Làm đi nhá. Lên làm buổi chiều, tối uống rượu. Ơi. Vâng. Một bình này hoành tráng chứ à? Một bình hoành tráng. Xa rồi. 12 phút đủ 15 phút thì nghỉ. Gì đây, nhục trung dung này. Đây, sâm cau này. Phải dừa biển. Dừa biển, à dứa biển. À. Dừa biển. Khổ mang này. Còn đằng sau nữa. Mày ra ra chỗ này thì mình nhìn xa rồi. Hả? Quay đến mới cận cảnh. Hai cái bình kia là bình của Tâm Thất à? Không. Đúng rồi, cái bên kia Tâm Thất này. Còn bên này là... Đây là cái gì? Đây là Tâm Thất. Không phải. Không, bên kia. Bên à đây là củ Tâm Thất. Đây, bên đấy là Tâm Thất. Đấy. Còn bên này là cái đống nấm ấy đấy, nấm... Đông trùng hạ thảo. À, đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo. Còn hai cái lục bình kia là lục bình... của Trung Quốc nhưng mà của xứ gì đấy, xứ Giang Tây. Xứ Giang Tây là chú mua ở đâu? Hay là chú qua đấy mua? Ở Trung Quốc. Chú đi du lịch mua à? Đấy là ông anh rể đi Trung Quốc mua. À. Mua xứ Giang Tây đấy. Vâng. Này là quả bóng đa này đấy. Vâng.